Namaste, chào mừng các bạn đã trở lại với các bài tập cùng Hằng Nga. Hôm nay Hằng Nga sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tư thế đàn tay đại bàng. Tư thế này được sử dụng trong rất nhiều các bài tập trong yoga. Và tư thế này sẽ giúp chúng ta mở vai, lưu thông khí huyết, đó, tác động đến toàn bộ vùng cơ tay này, cơ vai, cơ cổ của chúng ta, giúp chúng ta lưu thông khí huyết và giảm đau mỏi ở vùng cổ vai gáy. Bây giờ bạn hãy sẵn sàng để chúng ta chơi vào bài tập nhé. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Hai tay đưa ra phía trước nào, dựng trỏ tay của chúng mình lên. Rồi tiếp tục, ta bắt đầu bên tay phải dưới, tay trái bên trên. Bạn quấn hai cái cổ tay vào nhau và tiếp tục áp cái lòng bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bạn có thấy không? Đó. Và như thế này thì đối với người mới khi chúng ta mới tập thì sẽ cảm thấy nó rất là căng ngang, quay sang ngang để chúng ta nhìn cái tư thế ở cái góc này nhá. Đó, bạn sẽ cảm thấy rất là căng thì mình sẽ tập trung vào hơi thở, bạn sẽ giữ ở trong tư thế từ khoảng 30-60 giây hoặc lâu hơn nếu bạn muốn. Đó, hãy chú ý nào. Đó, quấn cái cổ tay của chúng ta vào nhau. Trong những ngày đầu thì có thể chúng ta chưa quấn được thì mình bám cái lòng bàn tay trái vào cái cổ tay phải là được. Sau này lâu dần chúng ta sẽ quấn nó lên trên cao được nhé. Và bạn hãy giữ ở đây nào. Tập trung vào hơi thở, điều hòa hơi thở. Hít sâu, thở chậm. Rồi, sau 30-60 giây chúng ta sẽ buông tay. Rồi, hạ xuống, thắt thế. Và bạn hãy nhớ đổi bên nhé. Nào, chúng ta bắt đầu lại đổi bên nào. Hai tay đưa ra phía trước, giữ vuông góc cánh tay lên. Lần này tay trái ở dưới, tay phải ở trên, bạn nhìn thấy không? Đó, rồi chúng ta áp cái lòng bàn tay phải vào cổ tay trái. Đó, chúng ta giữ trong tư thế này. Đó, 30-60 giây, thả lỏng cơ thể ra. Đó, tập trung vào hơi thở, bạn sẽ thấy tư thế dễ dàng hơn. Giữ 30-60 giây, rồi sau đó chúng ta thoát thế. Rồi, buông tay, hạ tay, lắc lắc nhẹ đôi tay nhé. Trên đây Hằng Nga vừa hướng dẫn các bạn thực hiện tư thế tay đan đại bàng. Đây là một tư thế rất là tuyệt vời giúp chúng ta mở vai, mở ngực, lưu thông khí huyết. Nếu bạn vẫn còn chưa đăng ký kênh YouTube của Hằng Nga, hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh nhé, bấm vào cái nút hồng quả chuông màu đỏ trên kênh YouTube ý. Và đừng quên theo dõi trang fanpage Nguyễn Hằng Nga Yoga để chúng ta có thể nhận được các bài tập phát live trên trang vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Nếu bạn thấy bài tập hữu ích, đừng quên hãy chia sẻ cho những người bạn của mình để chúng ta cùng lan tỏa giá trị của yoga bạn nhé. Hằng Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo. Namaste. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Nguyễn Hằng Nga. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.